Alo, hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh Kèo Bóng Minh Hải ngày hôm nay, cái hợp tác kết nối cùng Hiệp hội Bóng đá Trần Hải Minh. Anh em muốn giao lưu với anh em trong group của bọn mình thì anh em có thể liên hệ mình qua địa chỉ Zalo và Telegram. Mình để ở phần giới thiệu kênh bóng cũng như là ở phần mô tả và ở phần bình luận của mỗi video. Anh em nhớ liên hệ qua hai địa chỉ Zalo 0846031158 cùng với Telegram của mình là Còng Cừu Bóng Đá. Ngày hôm qua thì trong nhóm của bọn mình anh em cũng đã ăn được ba má kèo cùng với cái xuyên ba đấy, đó là ba má kèo xỉu của trận Nottingham Forest với Aston Villa và kèo hòa PK kèo châu Âu ấy ở trận EC với là Mallorca này, cùng với đó là cái mã tài của trận Fiorentina với là Lazio. Ngày hôm qua Lazio đã có chiến thắng 4-0 đấy, chiến thắng 4-0. EC với Mallorca thì hòa một đều, cùng với là Nottingham Forest với Aston Villa cũng hòa một đều. Anh em ăn cái xỉu, ăn cái hòa PK và ăn cái tài của Lazio. Đấy, như vậy là ngày hôm qua anh em ăn xuyên ba và ăn ba má kèo lẻ này luôn. Đấy, rất rực rỡ. Nói chung là anh em đã vào nhóm thì bọn mình sẽ có những người chuyên soi những mã kèo uy tín nhất để anh em có thể yên tâm đầu tư. Đấy, để anh em có thể yên tâm vấn đề đó. Còn cái nhóm bóng của mình thì không thu phí. Cho nên là anh em mà vào nhóm thì cũng điều kiện cũng khá đơn giản, anh em chỉ cần là người chơi qua trang cùng với cái nhóm bóng của bọn mình. Đấy. Mà khi anh em mà chơi qua cùng trang với nhóm bóng của bọn mình thì anh em gặp vấn đề gì khó khăn sẽ luôn có người hỗ trợ cho anh em, cho nên anh em có thể yên tâm vấn đề đó. Và ngày hôm qua thì ở kênh kèo bóng Minh Hải thì mình cũng có lên một video ở trận đấu của ai video trận đấu Aston Villa thì ở Nottingham mình lên ngày hôm trước. Trận đấu đó ở hai mã kèo mình đưa cho anh em thì anh em cũng ăn được cái mã xỉu này. Đấy, còn trong nhóm thì mình chỉ cho mã xỉu thôi, mã Aston Villa mình không cho. Còn ở trận Fiorentina với là Lazio thì mình cũng cho anh em cái mã là Lazio chấp bóng. Đấy, anh em mà theo hai mã kèo này thì anh em cũng đã ăn rồi. Đấy. Còn trong nhóm của mình thì mình lúc nãy mình cũng nói rồi, anh em ăn cả xuyên 3 cũng với là ba mã kèo lẻ. Còn ở kênh bóng soi kèo nhanh thì mình hôm qua cũng lên cũng một video trận EC về Mallorca. Lát nữa thì mình sẽ lên một video khác ở kênh bóng này, mình sẽ nói qua luôn. Còn là đến với ngày hôm nay thì tối ngày hôm nay sẽ diễn ra vòng bảng cúp số 1 châu Âu. Đấy, rất là nhiều trận đấu khá là hấp dẫn. Có cụ thể là có 8 trận đấu. Thì tối ngày hôm nay vào lúc 23 giờ 45 thì có hai trận đấu sớm là Copenhagen với là Man City thuộc bảng G. Thì trận đấu này mình đã lên video cho anh em rồi. Đây. Trận đấu này thì mình đã lên video cho anh em rồi. Đây. Anh em nhớ ghé qua kênh xem tham khảo cũng như là những cái mã kèo mình đưa lên cho anh em. Đây. Anh em thấy mình nhận định hay thì anh em có thể để lại phần bình luận. Còn anh em nào muốn có câu hỏi gì thì anh em cứ comment lên thì mình sẽ trả lời cho anh em. Đấy. Mà ngày hôm qua thì mình lên video thì cũng chỉ là những cái mã kèo gọi là tham khảo thôi. Đấy. Còn mã kèo uy tín thì mình chỉ chốt cho anh em trong nhóm thôi. Đấy. Ngoài ra thì cùng giờ với trận Man City thì có trận đấu của Juve với là câu lạc bộ Maccabi Haifa. Thì trận đấu này mình cũng đã lên video ở kênh soi kèo nhanh này rồi. Đấy. Anh em nhớ ghé qua kênh để xem. Còn đến với video đầu tiên của ngày hôm nay, đấy, nói chính ra cũng là video đầu tiên, thì mình sẽ nhận định một trận đấu vào lúc rạng sáng ngày mai lúc 2 giờ. Đấy, 2 giờ rạng sáng ngày mai thì có tổng cộng là, mình xem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trận đấu. 6 trận đấu sẽ diễn ra rạng sáng ngày mai cùng cùng lúc 2 giờ cả. Đáng chú ý trong số này là cái trận đấu của Milan với là Chelsea. Đấy. Và Real sẽ làm khách của Shakhtar Donetsk này. Trận cặp đấu giữa Borussia Dortmund cũng với là Sevilla, cặp đấu này cũng khá là hay. Đấy, hai đội đang khá là cần điểm. Thì video này thì mình sẽ nhận định cái trận đấu của Milan với Chelsea trước cho anh em tham khảo trước ấy. Thì đến với những cụ thể trận đấu này thì hiện tại Chelsea thì họ đang đứng thứ hai so Sangbuk với 4 điểm, kém Sangbuk 1 điểm. Sau 3 vòng đấu thì họ có một thắng, một hòa, một thua. Và đối với Milan thì họ cũng đang đứng cùng điểm với Chelsea. Cùng điểm Chelsea nhưng mà họ thua với hiệu số. Thua với hiệu số.
Ở cái lượt đấu lượt đi ở tuần trước, khi mà làm kha Chelsea được chơi sân nhà thì họ cũng đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Ở trận đấu đó thì Chelsea thi đấu khá là quyết tâm như và họ đã giành với chiến thắng là 3-0. Còn ở trận đấu này thì Chelsea phải làm khách trên sân của Milan thì chắc chắn là cái tâm lý nó sẽ khác hơn rất nhiều so với trận lượt đi. Trước khi đến với đội hình thì mình cho anh em xem qua cái kèo trận đấu này. Với kèo kèo trận đấu này thì hiện tại là Chelsea vẫn được đánh giá là cao hơn, nhưng mà cũng không quá là nhiều. Khi đang chấp 1/4, nhưng mà cái điểm ăn rất là cao. Và mình nghĩ là khả năng khi trận đấu này bước vào thì khả năng là sẽ về chấp ở mức đồng banh thôi. Đấy. Còn ở mức bàn thắng thì hiện tại là 2.25. Điểm ăn khá là ngang nhau. Theo như kinh nghiệm của mình thấy thì thường những cái mã bàn thắng 2.25 thì thường rất rất nhiều lần mà thì trận đấu kết thúc với tỷ số chỉ là 2 bàn, rất là nhiều theo kinh nghiệm mình thấy. Còn hiệp một thì kèo một chấp đồng banh, là hiệp một là một quả, và nhiều cái điểm ăn bên cửa tài hiệp một rất là cao như thế này. Đấy, chấp một quả ăn cao như thế này thì mình có thể dự đoán trước là khả năng trận đấu này cũng chỉ kết thúc với 2 bàn thôi, mình nghĩ là như vậy theo kinh nghiệm mình thấy. Nó đi cụ thể vào thì đội hình ra sân trận đấu này thì dự kiến ra sân trận đấu này thế nào. Trận đấu này thì Milan vẫn thiếu vắng khá là nhiều cầu thủ, trong đó thì có lẽ vị trí quan trọng nhất là thủ thành Mikel Maigan, thủ thành số 1 của họ bị chấn thương và có thể sẽ không thể ra sân ở trận đấu này. Đó là một sự mất mát tổn thất lớn nhất. Còn những cầu thủ như là Soumen Kaye, hay là Florenzi, hay là Calabria, những cầu thủ này thì đã chấn thương từ lâu rồi, từ trước đó rồi, cho nên là cũng không ảnh hưởng mấy đến cái sơ đồ chiến thuật của bên Pioli trong thời gian qua. Đấy. Cho nên là tôi về tổn thất vị trí thủ môn cũng khá là quan trọng. Thì huấn luyện viên Pioli thì chắc chắn sẽ thay thế bằng một thủ môn khác. Thủ môn này cũng khá lạ lắm đối với anh em. Vậy anh nghĩ khi bắt chính như là cái phong độ của anh cũng không được cao thôi. Thì ngoài thủ môn thì hàng trung vệ, ở hàng hậu vệ thì Milan có sự trở lại của đội trưởng Theo Hernandez, một sự trở lại cũng khá là quan trọng. Nhưng mà cũng anh cũng đã chấn thương cũng khá lâu, cho nên là mới trở lại thì chắc chắn là phong độ cũng chưa cao, bình thường thôi. Hiện tại thì phong độ của các thủ Milan cũng không được tốt cho lắm. Thì tên hàng tiền đạo thì vẫn là Giroud đã cao nhất, hậu công vẫn là Brahim Diaz cùng với là Rafael Leao sẽ là hai cầu thủ hậu công. Ở hàng tiền vệ thì Kurinic, Benacer cùng với là Tonali sẽ là bộ ba tiền vệ trung tâm. Đấy. Còn bên phía Chelsea thì ở trận đấu này ngoài Ngolo Kanté cùng với là Jorginho Cucurella cùng với cầu thủ thủ này của mình hơi khó đọc tên, hơi khó đọc. Bốn cầu thủ này thì Ngolo Kanté thì chưa chắc chắn là chưa thể ra sân được rồi. Còn Jorginho và Cucurella thì hai cầu thủ này có thể trở lại, đã trở lại và có thể ra sân. Đấy. Có lẽ là huấn luyện viên Potter cũng chắc chắn là cũng chưa mạo hiểm để mà cho hai cầu thủ này vào sân, bởi vì đội hình của Chelsea hiện tại đang khá đồng đều và phong độ cũng rất là cao. Thủ môn vẫn là Kepa. Bộ ba trung vệ vẫn là Chalobah, Thiago Silva cùng với là Koulibaly. Thế là ba trung vệ của Chelsea trận đấu này. Đấy, hai cánh vẫn là Reece James, Ben Chilwell, hai bộ đôi tiền vệ trung tâm là Loftus-Cheek với là Kovacic. Kovacic với là Loftus-Cheek. Kovacic mùa giải này cũng thi đấu khá là ít. Hàng công cao nhất vẫn là Mason Mount. Mason Mount thì đang đạt cái phong độ rất là cao. Ở trận lượt đi thì Mason Mount cũng đã có bàn thắng vào lưới của Milan. Chơi phía sau Mason Mount vẫn là
Aubameyang với là Raheem Sterling. Đấy. Hai đội bóng này cũng là thân với sơ đồ cũng không khác biệt nhau là mấy. Để chuẩn bị cho trận đấu này thì ở cuối tuần vừa rồi thì Milan cũng đã có chiến thắng 2-1 trước đối thủ Juventus. Một trận thắng cũng 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 khá là một phần cũng khá là may mắn này. Mà thứ hai là Juve mùa này mấy mùa giải gần đây thì họ thi đấu cũng không được tốt cho lắm. Ở trận đấu đó thì sau khi có hai bàn thì họ cũng Juve Milan cũng đã thay rất nhiều cầu thủ và trụ cột ra sân để giữ sức cho trận đấu với Chelsea này. Có tới 5 cầu thủ trụ cột được thay ra sân. Còn để bên phía Chelsea thì ở vòng đấu gần đây nhất của Ngoại hạng Anh thì họ cũng đã có chiến thắng 3-0. Và không riêng gì cái trận đấu của Wolverhampton vừa rồi, mà từ khi lên Potter lên nắm quyền thì Chelsea cũng đang có thành tích bất bại kể từ cái trận hòa với là Sang-buốc ở vòng bảng Q1 cho đến nay thì họ đều đã giành được 3 chiến thắng. Chiến thắng trước Crystal Palace, chiến thắng trước Milan và chiến thắng trước các đội Wolverhampton. Và đặc biệt là hàng công họ đang thi đấu rất là tốt. Còn đối với Milan thì phong độ họ cũng rất thất thường. Tuy cũng thắng Juve nhưng mà ở Serie A thì họ đang chưa cho thấy được cái phong độ tuyệt đối của một nhà đương kim vô địch. Đấy. Chelsea được đánh giá cao hơn nhưng mà với trận đấu này thì Chelsea phải thi đấu sân khách cùng với là họ cũng không phải là nhất thiết phải giành chiến thắng. Bởi vì nhìn bảng xếp hạng hiện tại thì Chelsea đang được xếp tên. Đấy. Chỉ cần một điểm thì cũng đủ là Chelsea có thể gần như là cũng có cái vé đi tiếp nếu như mà ở loạt đấu sau họ có thể thắng Dynamo với là Sang-buốc thì họ cũng có thể có cái quyền tự quyết. Còn với Milan thì chắc chắn là họ phải quyết tâm có được điểm ít nhất là một điểm để không muốn là bị loại, bị đặt mình vào cái thế là không có quyền tự quyết ở những cái vòng đấu cuối. Nên là trận đấu này cứ đối về độ quyết tâm thì chắc chắn là mình nghĩ là Milan sẽ là đội quyết tâm hơn. Đấy. Nhưng mà với cái phong độ của các thủ Chelsea hiện tại thì mình nghĩ là khó có thể Milan có thể giành chiến thắng. Theo mình dự đoán thì mình nghĩ trận đấu này nếu về kèo chấp là Chelsea chấp 1/4 thì lúc nãy mình nói thì khả năng trận đấu này cũng chỉ về mức là hòa thôi. Nếu mà hòa thì anh em đánh Chelsea cũng chỉ ăn được có nửa tiền. Theo mình thì không nên. Đấy, có khá là mạo hiểm. Đấy. Thứ hai nữa là ở kèo bàn thắng thì 2.25 là một cái mức kèo cũng rất khó đoán. Có thể trận đấu sẽ có hai bàn. Mà nếu anh em đi kèo tài thì anh em thua nửa tiền rồi. Cho nên là mình nghĩ là tốt nhất là anh em nên trận đấu này mình nghĩ là anh em nên hướng qua các cái mã kèo phụ. Bởi vì hiện tại thì mình nghĩ là các mã kèo phụ rất là ngon ăn hơn. Như là kèo góc thì hiện tại là Chelsea đang chấp góc 1/4. Những cái điểm ăn là anh em có thể biết là hai đội đang tương đồng rất nhau rất là nhiều. Kèo tài xỉu góc là 9 quả. Đấy. Cùng với đó là anh em có thể nhớ là kèo thẻ hiện tại là đồng banh tài xỉu thẻ là 4.5. Đấy. Nói qua cái kèo góc. Kèo góc thì mình xem trận đấu đối đầu giữa hai đội ở giữa tuần vừa qua thì mình nhớ là trận đó hình như về xỉu góc. Trận đấu đó hình như về xỉu góc. Inter Milan. Đúng rồi, trận đấu đó chỉ có 7 góc. 7 xỉu góc. Đấy. Nhưng mà theo mình đánh giá thì trận đấu này Milan được thi đấu sân nhà và có quyết tâm hơn. Bởi vì mình theo dõi các trận đấu gần đây của Milan khi mà họ thi đấu sân nhà thì thường thường họ lộ góc rất là nhiều. Đơn cử như là trận đấu gần đây nhất đi, câu lạc bộ Napoli hoặc là Empoli cũng được. Ở trận đấu gặp gần đây nhất của Empoli thì trận đấu đó thì Milan cũng đã có 7 quả phạt góc. Hay như là cái trận trận mới rồi của gặp Juve, Milan được thi đấu sân nhà thì họ cũng đã ghi có tới 9 quả phạt góc và trận đấu đó cũng nổ tài góc. Đấy. Ở trận lượt đi thì
Các thủ Milan thi đấu sân khách cho nên là họ cũng một phần chơi phòng ngự là chính. Đấy, để có thể cầu một trận hòa, một điểm. Cho nên là khả năng kiếm góc của họ không tốt cũng là điều có thể hiểu được. Còn trận đấu này thì họ thi đấu sân nhà cùng với cái tinh thần đang lên và quyết tâm có được điểm thì khả năng là ở kèo góc. Thì mình nghĩ là anh em nên đi cái mã tài góc. Tài góc sẽ là an toàn nhất. Đấy. Mã tài góc. Anh em nhớ như vậy. Tài góc hoặc là mã Milan chấp góc. Đồng banh. Đấy. Hai mã kèo rất uy tín đó. Còn ở kèo thẻ. Đấy. Ở trận đấu tuần trước thì hai đội hình như mình nghĩ là nhớ là trận đấu nó nổ tài thẻ. Bao nhiêu? Ấy trận đấu giữa tuần trước giữa hai đội thì cũng đã có tới 5 thẻ vàng. Đấy, 5 thẻ vàng. Và trận đấu đó thì mình nhớ là trong nhóm của mình cũng ăn cái mã tài thẻ này. Còn trận lượt về này thì tỷ lệ bàn thắng ở tỷ lệ tài thẻ chỉ là 4.5. Mình nghĩ là anh em có thể tin tưởng được cái mã kèo này. Đấy. Có thể tin tưởng được cái mã kèo này. Bởi vì để xem những cầu thủ đang nhận nhiều thẻ vàng nhất trên lúc này của hai đội. Hiện tại thì hai đội đang có rất nhiều cầu thủ bị thẻ vàng ở vòng bảng quốc chơi 1 mùa giải này. Bên phía cầu thủ Milan thì Tomori đang là cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất với hai thẻ. Đấy, từ đầu vòng bảng đến nay Tomori đang là cầu thủ trung vệ nhận nhiều thẻ vàng nhất. Còn bốn cầu thủ đang nhận một thẻ vàng là Diaz. Calabari thì đang bị chấn thương à. Orini thì không thấy trong đội hình dự kiến. Ba lô cũng không có trong đội hình dự kiến. Và chỉ có hai cầu thủ đang nhận nhiều thẻ vàng nhất mà có trong đội hình dự kiến là trung vệ Tomiro. Đấy, cùng với là tiền vệ số 10 Brahim Diaz. Còn bên phía Chelsea thì có tới 5 cầu thủ đang nhận một thẻ vàng. Đó là trung vệ Koulibaly, tiền vệ Kovacic, tiền đạo Mason Mount, Ryan James và Thiago Silva đều có cho mình một thẻ vàng ở vòng bảng này. Cho nên là về phía thẻ thì Chelsea đang là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất. Nên là mình nghĩ là trận đấu này anh em có thể tin cái mã tài thẻ được. Tài thẻ ở tài góc trận đấu này. Hai mã kèo. Đấy, anh em có thể tham khảo. Còn cái mã kèo chấp. Cái mã kèo chấp với là kèo bàn thắng thì mình nghĩ là khi có đội hình chính thức ra sân. Đấy, cầu kèo ổn định thì mình sẽ chốt cho anh em trong nhóm của mình thôi. Đấy. Còn hiện tại thì kèo cũng chưa ổn định mà đội hình dự kiến cũng chưa chắc chắn. Mình mà đưa đưa ra kèo cho anh em tham khảo thì cũng hơi mạo hiểm. Nên là tốt nhất là mình cứ đưa cho anh em hai mã kèo tài góc và tài thẻ. Hai mã kèo mình có thể tin tưởng nhất ở thời điểm này. Đấy, để anh em để tham khảo. Còn anh em nào muốn tham gia nhóm bóng của mình để giao lưu, để học hỏi cũng như là nhận những cái mã kèo uy tín nhất thì anh em có thể liên hệ với mình để vào nhóm hiệp hội bóng đá của mình. Đấy. Hai địa chỉ Zalo, Telegram thì mình để ở phần mô tả cũng như là ở phần bình luận của mỗi video. Anh em nhớ kết bạn sớm với mình. Đấy. Mình sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em. Còn sau video này thì chắc chắn là mình sẽ lên một số video khác ở các trận đấu khác để anh em có thể tham khảo. Đấy, anh em cũng nhớ là ấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.